Sức khỏe 60 giây. Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vui hợp máy đo huyết áp B3 AFIB dòng cảnh báo đột quỵ của Myrolife. Đây là dòng cảnh báo đột quỵ rẻ tiền nhất của những hãng nổi tiếng nha. Những hãng nổi tiếng thì như mình sẽ có những dòng cảnh báo đột quỵ nó gần 3 triệu. Và đây là dòng rẻ tiền nhất của Myrolife mà có chức năng đó. Khá là đặc biệt ha. Đó là 2.350.000 cô chú ha. Đây là những dòng cao cấp, cô chú mình nếu quan tâm đến dòng cảnh báo đột quỵ sớm thì nên chọn những dòng này. Bên cạnh đó thì Hoàng Sơn có giới thiệu những cái dòng rẻ tiền hơn, nhiều người xài nó khoảng tầm 1,5 triệu, và những dòng phổ thông tầm khoảng 1 triệu. Rồi thì máy này có những gì nè, mình sẽ có chức năng đo huyết áp, bộ nhớ, chức năng tự động đo nhiều lần lấy kết quả trung bình, và chức năng rất là đặc biệt đó là cảnh báo sớm đột quỵ ha. Dòng này thì Hoàng Sơn thấy bà con mình rất là quan tâm. Rồi mình sẽ cùng vui máy nha. Thì bên trong máy mình sẽ có một cái túi đựng rất là đẹp này ha. Hướng dẫn bằng tiếng Việt, tiếng Anh và cả túi bảo hành. Nếu mà mình mua đúng hàng chính hãng nha thì mình sẽ được bảo hành chính hãng 5 năm và hư là đổi máy mới cô chú ha. Cô chú mình nhớ mua hàng chính hãng hoặc là những nơi nào uy tín nha. Và để được kiểm định chất lượng, ví dụ như 1-2 năm mà mình nghi ngờ mình có thể gửi về hãng để kiểm định lại chất lượng, cái độ chính xác của nó. Còn nếu mà mình mua hàng không rõ nguồn gốc thì mình sẽ không biết cái máy đó đo chính xác hay không và cũng không có được bảo hành luôn. Đó, bộ nhớ của mình có được 99 lần. Thì mình có một cái video hướng dẫn cô chú mình cách cài đặt và cách sử dụng, khắc phục lỗi tại nhà và hướng dẫn rất là chi tiết. Hôm nay Hoàng Sơn chỉ làm video này để cho cô chú mình xem khui hộp, xem bên trong nó có đầy đủ là những gì. Rồi mở cái túi ra, mình sẽ có một cái thân máy như thế này, một cái vòng quấn ha, và pin đi theo, pin 40 pin 2A chỗ ha, và một cái cục biến điện. Cục biến điện này những cái dòng rẻ tiền sẽ không có, nó khoảng 200.000. Cục biến điện đi theo máy ha, mình cắm vào xài trực tiếp cũng được, giống như bác sĩ ngày đo nhiều bệnh nhân là nên xài những dòng này. Rồi đây là pin khô, nếu mà bộ pin này mình xài được rất là nhiều tháng và không bị chảy pin hư máy. Nếu mà như cô chú anh chị mình không mua được pin tốt, mình vẫn xài được nguyên pin thường, nhưng mà nhớ kiểm tra pin thường xuyên, ít xài thì lấy cái pin thường nó ra để tránh chảy pin. Tại cái máy này bảo hành 5 năm, nếu không bị chảy pin thì nó rất là bền nha. Rồi mình sẽ có một cái dùng vấn nè và một thân máy nè. Rồi trên máy thì sẽ có những gì nè, màn hình hiển thị và máy cũng khá là gọn ha. Bên trái mình để cắm dùng quấn vào, rồi bên phải là để cắm cục biến điện, các bạn thấy không, và bên dưới là hộp pin 4 viên pin 2A. Rồi mình sẽ tắt máy và đo ở nút này, xem lại bộ nhớ là cái này, bộ nhớ là 99 lần. Đây đây là cái nút MAM, tức là khi mà mình bấm nó sẽ tự động nó đo một lần ra kết quả, hoặc là mình chuyển chế độ tự động đo 2 lần 3 lần. Ví dụ cái huyết áp mình nó hơi bất thường, nó sẽ tự động đo 2 lần hoặc 3 lần lấy kết quả trung bình đó. Nhưng mà chức năng rất là đặc biệt đó là nếu mình như nó sẽ báo cái chữ AFIB này lên, có nghĩa là tim mình bị rung tâm nhĩ, dễ xảy ra tình trạng cục máu đông và cảnh báo đột quỵ, thì mình có thể đi khám sức khỏe kỹ hơn về cái vấn đề tim mạch mình. Kiểm tra tim đập không đều, báo dùng quấn đúng tư thế nè, và những cái đèn báo huyết áp, những cái cột báo huyết áp cao đó. Nên là khi cô chú mình nếu mà mình đi mua về, mình nhớ lột cái tem này ra, tại nhiều ông bà mình không để ý, mình thấy cái này sao màn hình nó nhiều lớp quá. Đây cô chú ha, là cái tem của hãng này, mình lột ra thì máy sẽ được hiển thị rất là chi tiết, rất là rõ. Rồi cô chú mình nhớ liên hệ với Hoàng Sơn nghe để biết thêm thông tin chi tiết và coi những video về cách cài đặt ngày giờ và những cái chức năng cao cấp của nó. Rồi đây là dòng cảnh báo sớm đột quỵ trung tâm nhĩ của Myrolife, dòng B3 AFIB.